Ông Sơn Nạm cho chai rượu đế với mấy món hôm qua. Hồi nãy công an vô nhà mày hả? Tao tưởng mày có chuyện gì rồi đó. Ông muốn tôi bị bắt lắm hả ông già? Ông trù đại ca tôi đó hả? Ông có muốn quán Sáo Nạm á tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa không hả? Đâu có, tao hỏi gì thôi mà. Có cái ghe thương hộ hôm qua bị đốt á là do tôi với họ có xích mích từ trước nên công an tưởng tôi đốt rồi mời tôi lên điều tra thôi, làm gì ghê vậy? Hôm qua đó đại ca tôi nhậu nguyên một ngày ở đây sao mà đốt được? Hèn gì, hồi nãy công an ghé hỏi tao á, hỏi hôm qua tụi bay có ghé nhậu ở quán tao hay không. Ngày ngày á thì không sợ chết đứng, nhân chứng đầy đủ sao bắt đại ca tôi được? Lấy rượu lẹ đi, làm mấy món nhậu lẹ lẹ nha. Nè mấy ông nội, làm cái mời lẹ lẹ đi. Rồi vô cái coi. Vô vô. Ê Tuấn Kẹ, phải mày đốt ghe của anh Hai Nghĩa không? Bà nói cho đàng hoàng nghe, bà biết thì nói, bà không biết thì im cái mỏi bà lại. Bà mà vu khống tôi đập bà đó. Hôm qua anh em tụi tôi nhậu ở đây nguyên một ngày sao mà đốt ghe được? Nếu mà tụi tôi đốt á, giờ này sao còn ngồi để nhậu được? Không phải tụi bay chứ ai, cha con anh Hai mới neo đậu ở cái bến này, có gây thù chuốc quán với ai ngoài tụi bay ra đâu. Nè, biết đâu ai đó ghét ổng rồi đốt ghe, bà đứng đó la ó, tôi xử bà bây giờ. Thôi, bỏ đi bỏ đi, bỏ ghế xuống đi mà. Chị Ba, không phải tôi nói đâu mà, công an điều tra rồi. Thôi chị làm ơn chị đi giùm tôi đi, không thì tan nát cái quán của tôi hết. Chị Ba, cái chuyện này cứ để công an người ta tính, mình đi đi nha. Tính gì nữa, rõ ràng là tôi nói chứ ai. Bữa nó bị anh Hai đánh xém gãy tay nó rồi, nó mà không ghét ảnh mới lạ đó. Nè, tụi bay chờ đó nha, đừng có vội mừng nha. Tao đi báo công an cái vụ này để công an điều tra cho coi. Tôi thách bà đó, bà ngô mày đi báo đi. Sao gì ba xuống quá vậy, dám đụng độ với cái đám này luôn, tụi nó dữ lắm đó. Tao biết tụi nó dữ chứ bộ, nhưng mà lỡ rồi, tao phải căng lên như vậy để tụi nó tưởng tao dữ hơn, tụi nó mới không mang nghĩa tao, hiểu không? Thôi, đi nhanh lên nhanh. Lẹ đi. Tức quá mà, tụi nó làm chứ không ai hết á. Bữa đó nó bị anh Hai đập một trận tơi bời, nó không trả thù mới là lạ. Tại đại ca đau rồi, thằng cha thương hồ khốn nạn đó, sau vụ này xử giả luôn đi đại ca. Ủa gì ba? Gì? Dì ba có nhớ là tụi nó bị chú Hai đánh hồi nào không? Cả tuần rồi. Ủa vậy là cái lần đó là trước khi cứu con hay là sau khi cứu con? Để coi, hình như là cái đêm cứu mày luôn đó. À thì ra là vậy. Là sao, có chuyện gì hả con? Dạ không, con hỏi cho biết vậy thôi à. Cái tụi này trí tụi nó lộng hành quá. Dì mong là công an điều tra xong bắt nhốt hết cho rồi. Tối nay dì ba đem cơm vô cho chú Hai ở bệnh viện nữa phải không? Để tối nay con qua con chở dì ba đi nha. Thôi phiền con quá hả? Có gì đâu mà phiền, tối nào con cũng đi chơi với đám bạn tiện đường mà. Vậy con qua con chở dì ba đi được không? Nói chứ đi bộ hả, không biết giảm được 100 gram nào không mà thở như trâu vậy đó. Cho nên tối đón gì nghe con. Dạ vậy tối nay con qua con chở dì ba đi 6 giờ nha. Cảm ơn con trước nghe. Dạ 6 giờ gì chờ á. Dạ. Anh Hai. Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Vô đây. Em đi thăm người bạn, tính ghé qua nhà máy luôn, coi anh có cần em ký gì không. Không á, em lên công an xã rồi tới chỗ thằng bạn coi cái mặt bằng luôn. Hôm nay không có giấy tờ gì cho em ký hết. Em đi đi. Dạ. Mà em lên công an xã có chuyện gì vậy? Em nghi ngờ cái đám Tuấn Kẹ là cái đám mà cướp xe rồi tính giết em đó. Tại sao em nghi tụi nó? Lúc mà tụi nó tính quăng em xuống sông, em có lờ mờ nghe được có một thằng bị đau ở tai liên quan tới ông thương hồ. Mà trùng hợp hôm đó là tụi nó bị chú Hai, cái chú thương hồ cứu em đó, đánh nó một trận. Nhưng mà
cũng chưa chắc đúng đâu. Biết đâu trùng hợp thì sao? Bởi vậy em đâu có dám nói cho ai, sợ tới tai tụi nó. Nếu đúng tụi nó đề phòng, không đúng tụi nó trả thù đó. Nên chút nữa em định là đi báo công an, coi công an điều tra coi sao. À, anh thấy em nói cũng đúng đó. Ờ, mà anh có số của công an xã, để anh điện em báo công an ha. Em khỏi lên trên đó chi mất công. Rủi rồi ai quen biết, thấy hỏi han rồi suy diễn này nọ, rồi tới tay tụi thằng Tuấn Kẹ thì phiền phức lắm. Ừ, vậy cũng được. Vậy anh hai điện dùng nha. À. Alo. Ờ, công an xã có đúng không chị? Anh nói gì vậy? Tôi là Phú, anh rể của Nguyễn Minh Thành, người mà bị cướp xe tuần trước đó chị. Em của tôi có chuyện muốn trình báo. Anh muốn em đóng giả công an xã hả? À, dạ đúng rồi chị. Chị nói chuyện với em của tôi nha. Thành. Dạ. Em nói chuyện với chị công an xã đi. Dạ, em chào chị. Anh là Nguyễn Minh Thành phải không? Dạ đúng. Anh có thông tin về vụ cướp, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Dạ, tôi nghi ngờ là cái đám Tuấn Kẹ cướp xe rồi tính giết tôi đó. Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiến hành điều tra. Nếu anh có thêm thông tin gì thì cứ thông báo cho chúng tôi. Ừ, dạ dạ, cảm ơn chị. À, Bích, về rồi hả em? Dạ, anh Thành, anh Phú. Đây là tiền em thu được nè anh. Của bên Tám Thu với lại của đại lý Hưng Thịnh và Ngọc Liên đó anh. Nhưng mà đại lý Ngọc Liên với Hưng Thịnh nói sắp tới không lấy gạo bên mình nữa. Rồi, sao kỳ vậy? Họ nói là bên mình giá cao, bên Dạng Lợi giá nới hơn. Giá mình đưa ra là hợp lý rồi. Rẻ nữa thì sao có lời được chứ. Thôi, cứ kệ thôi đi, bán được thời gian họ sẽ biết mà. Thiệt ra là chi phí bên mình cao quá. Một phần là do máy móc quá cũ, năng suất thấp, mà má không có chịu đầu tư gì hết. Ờ, anh cũng nói má nhiều lần rồi. Cái nhà máy Dạng Lợi đó hôm bữa em đi ngang, em thấy người ta trang bị máy mới không? Có thể là họ chấp nhận lỗ ban đầu để mà giành mối của mình. Nè, em thấy là mình đừng có chủ quan quá đó nha anh hai. Ừ, để coi tình hình sao, rồi anh sẽ xin ý kiến của má ha, để giảm giá gạo. Dạ. Anh Phú, ngày mai cho em xin nghỉ một ngày nha. Ờ, mà em có chuyện gì hả? Dạ, em đưa má em đi khám bệnh. Ờ, má em sức khỏe dạo này sao rồi? Cũng vậy anh, mấy ngày nay má em ho với bệnh nặng thêm. Chắc em phải đưa má em đi khám cho chắc ăn. Ờ, cũng mệt cho em quá, gánh vác cả gia đình luôn. Thôi, anh ra coi công nhân làm dạ. Việc, em gọi đây nghe. Dạ. Bích, Vũ bệnh hay? Dạ, má em bệnh gần cả chục năm nay rồi, lúc nào cũng phải uống thuốc hết. Em đó, lớp lo cho má, vừa lo cho con dân ăn học, rồi tiền có đủ xài không? Hay là nói anh Phú tăng lương cho em ha? Dạ, thôi được rồi anh. Thật ra em đi làm để học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ tiền bạc đối với gia đình em cũng không khó khăn quá. À, đúng rồi, anh quên, nhà em có đất vườn quá trời luôn. Thiệt ra em cũng không quan trọng tiền bạc, em chỉ cần sống được bên cạnh người mình yêu là em hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Anh xin lỗi nha. Có gì đâu mà anh xin lỗi hoài. À, anh với cô gái đó sao rồi? Chưa tới đâu hết đó. À, anh có chút chuyện này. Để em nghe điện thoại cái. Dạ alo, nhà máy Thành Hội xin nghe ạ. Dạ. Bên em chỉ có 3 loại gạo thôi. Dạ, em sẽ cho chở tới tận nơi ạ. Dạ. Anh về trước nha. Dạ.
À, dạ, nếu như mà anh đặt hàng á thì bên em mới xây. Ba uống nước đi ba. Ngày mai con kêu bác sĩ cho ba xuất viện đi. Ba khỏe nhiều rồi, nằm lâu tốn tiền viện phí lắm. Sức khỏe quan trọng hơn mà ba. Với lại á, chừng nào ba thiệt khỏe bác sĩ mới cho ba xuất viện, chứ con xin cũng đâu có được gì đâu. Ba đừng lo chuyện tiền bạc. Sắp tới á, mình mướn nhà ở, con sẽ gánh bún riêu đi bán, có khi bán ở trên bờ còn đắt hơn. Ờ, cái vụ ở mướn nhà sao rồi con? Anh Thành có chở dì ba đi coi vài chỗ, còn để dì ba chọn giùm luôn, chứ chuyện mướn nhà con cũng không rành. Ờ, hồi đó giờ mình sống với ghe, ba vụ đó mấy người ở trên bờ người ta rành hơn mình. Ừ, cũng hên á, là mình quen được anh Thành, ảnh giúp mình trong chuyện mướn nhà. Lần này con phải cảm ơn nó, nhưng mình không có quen biết, người ta chỉ giúp mình được phần nào thôi. Phải chi có thằng Tốt ở đây thì con đỡ cực hơn. Đợt này không biết chú Tư với anh Tốt khi nào về ba ha. Mình đi ghe xuồng á, đâu có điện thoại bàn mà liên lạc như ở trên bờ. Ngày xưa cũng vậy thôi, bạn thương hồ mà muốn gặp lại nhau có khi cả mấy tháng trời. Dạ, ba uống nữa không? Anh Hai, ba. Qua. Anh Thành, em đem cơm tới nè. Ờ. Thành, con lại chở cô ba tới nữa hả? Dạ, hôm nay con lại tiện đường tiếp. Tao nói em nói hoài mà nó không chịu nghe. Một hai cứ đòi chở em hoài cho bằng được hả? Ờ, dọn cơm cho ba ăn đi con. Dạ, ba ăn cơm nha ba. Thôi con, ba chưa có đói, để ba nói chuyện với cô ba chút. Dạ. Từ hôm qua tới hôm nay, cô ba với lại thằng Thành đi kiếm nhà giùm cha con tôi. Thiệt là cảm ơn hai người hết sức vậy. Dạ, có gì đâu cảm ơn. Chú, sáng nay con có chở dì ba đi coi cũng được mấy chỗ ưng ý lắm. Bây giờ vậy, có hai chỗ, anh coi chỗ nào ưng ý thì anh chọn. Một chỗ thì nó đông dân cư, mình có thể buôn bán được. Chỗ đó thì 300 ngàn tháng lận. Còn một chỗ thì nhỏ hơn chút, mình chỉ để ở thôi, thì có 100 ngàn hà. Bác vụ này tôi không có rành, tiện qua thôi. Sao con? Dạ, con thấy chỗ 100 ngàn cũng được cái gì. Chỉ cần chỗ ở thôi, có gì con gánh bún riêu đi bán cũng được. Ừ, thôi tùy bay, dì chỉ sợ gánh bán rong hơi cực đó. Dạ, không sao đâu dì, con khỏe lắm. Ừ, thôi vậy ngày mai con tới chỗ đó nói chuyện với chủ nhà nghe. Dạ. Có gì kêu Thành nó chở con đi. Ờ, thôi con đi đi, ba khỏe rồi, không có gì đâu. Dạ. Vậy ngày mai á, chừng nào anh Thành rảnh, anh chở giùm em tới chỗ đó được không? Em coi á, nếu mướn được rồi em dọn dẹp sạch sẽ, để ba em xuất viện có chỗ ở liền. Ngày mai lúc nào anh cũng rảnh hết á, khi nào em muốn đi em cứ điện thoại là anh tới anh chở liền. Dạ. Má về. Má. Ngồi đi má. Hai uống nước đi. Má ơi, má khám bệnh sao rồi má? Không sao hết. Ở đó mà không sao? Má đã lần thuốc cũ rồi, bác sĩ mới đưa toa mới cho con nè. Thôi thôi, thuốc mới tốn tiền lắm, má không uống đâu. Má, má vậy sao được? Má mà không uống bệnh nặng thêm rồi sao? Đúng rồi đó má, má không uống thuốc bệnh nặng thêm á, rồi có chuyện gì con với Hai sống với ai? Nói bậy nói bạ không à. Chuyện gì là chuyện gì? Hai, hay là mình đi qua mượn đỡ tiền của bác ba đi. Bác ba mới trúng chôm chôm, chắc là có tiền á. Nhà mình với lại bác ba cũng quen biết mấy chục năm rồi, chắc là bác ba cho mượn thôi, rồi từ từ mình trả góp. Mượn cái gì mà mượn? Mượn cho cả xóm biết nhà mình nghèo hay làm chi. Má, má còn đôi bông tai phải không má? Má đưa con bán đi, con mua thuốc cho má nha.
Đâu được. Đôi bông đó là của bà ngoại, để lại làm kỷ niệm cho má. Má tính mốt đưa lại cho con á. Thôi đi má, đôi bông đó kiểu xưa thế mồ, con có thích đâu. Mày mốt con có tiền, con tự mua đôi khác. Má đưa cho con bán đi, để con còn mua thuốc cho má uống nữa. Má, má chần chừ cái gì? Bệnh của má, má không lo. Đưa con bán con còn mua được mấy cữ thuốc cho má. Chứ mỗi lần thấy má bệnh như vậy, tụi con sao yên tâm hả má? Thôi được rồi, để má vô lấy. Hai, má quý đôi bông tai đó lắm á. Mình không có tiền thì cứ nói là không có tiền, chứ có gì đâu mà hai sợ. Tụi bạn em á, nó kêu dẫn qua giường nhà mình ở bên Cồn chơi, mà em đâu có dám dẫn đâu. Rồi có nói với tụi nó là giường nhà mình bán không? Hay dặn không nói, em đâu có dám nói. Nói làm chi, cho người ta khinh nhà mình nghèo. Có qua nhà Nga học không? Chút chị chở đi luôn. Em quên mất, chị chờ em xíu nha. Qua đó học hành chứ không phải hai đứa súng lại tám nha. Em biết rồi, đâu có tám đâu. Chị chờ em xíu nha. Thôi anh, em không có thuê nổi chỗ đó đâu. Tới lùi làm chi cho mất công. Hôm trước mình chưa có trả giá, bây giờ mình tới mình trả giá lại đi. Lỡ ta chịu rồi sao? Anh thấy chỗ đó có người qua lại đông đúc, cũng dễ bán á. Chứ em mà gánh đi vòng vòng, không có khách, cũng cực cho em đó. Dạ, vậy mình qua đó thử. Vậy tới đó ha. Tình yêu nhưng đêm sao, tình yêu nhưng đêm sao. Nè, con đi đâu đó? Đi chơi. Tối ngày đi chơi hoài vậy? Không có đi đâu hết. Ở nhà coi chừng tiệm cho má nè. Má đi tắm cái, nóng nực muốn chết à. Đi, nhưng không có nhưng gì hết. Mà tắm nhanh đó. Trời đất ơi, tắm chừng nào xong tao mới vô. Lâu lâu nhờ một chút mà cũng trả treo nữa. Vô đây coi đi. Má là con hoài. Chị hai. Ủa Quý, chị hai ghé mua nữ trang hả chị? Bộ dạo này em ra trong tiệm luôn rồi hả? Em đâu có quẩn. Má em đi tắm nên em coi tiệm chút xíu à. Chị hai mua gì cứ lựa đi. Chỗ quen biết gia đình. Em á bớt tiền công, lấy tiền vàng thôi. Chị có đôi bông này nè, mà kiểu xưa quá, chị định đi đổi đôi mới. Cái này xưa quá chị ơi, chị đổi là đúng rồi đó. Không hay chị lựa đi. Coi cái nào được á, em tính cho chị. Có những mẫu mới đẹp lắm đó chị. Để chị coi. Ủa mà chị hai, lúc này á dân học dữ lắm hả chị? Em thấy dân ốm quá chừng à. Sao vậy, em có còn đi theo nó không? Sao chị không nghe nó kể gì hết vậy? Em bị dân chửi mấy lần nên quê quá, nên em theo có nửa đoạn đường. Em theo đuổi con gái thì phải kiên trì chứ. Con gái mà thấy em kiên trì thì nó mới cảm động được. Thiệt luôn hả chị hai? Đúng rồi, với lại em tới lúc nó không cần, nó đuổi em là phải. Vậy theo ý chị hai, chị giúp em đi. Em tới lúc nào mới được? Dạo gần đây nó hay qua nhà bạn nó học nhóm. Hình như là tới tối nó mới về. Để chị cho em địa chỉ, em qua đón nó nha. Ở đâu vậy chị? Em cảm ơn chị hai nha. Chị hai chỉ em đi. Em biết nhà con Nga con chính sầu không? Con Nga, ông chính sầu. À, em biết nhà ổng đó chị. Tối nay á, em qua em đón dân nghe chị hai. Vậy tầm 7 giờ em qua đón nó nha. Dạ. Bây giờ chị phải chọn mẫu nào đây ta? Có mấy mẫu này thôi hả? Chị hai không thấy mẫu nào hợp với chị hết hả? Chị định kiếm cái mẫu nào nó lạ lạ một xíu. À, không ấy á, vài ngày nữa thôi, thợ bên em ra mẫu mới. Chị qua chị lựa. Hay để vài bữa nữa chị qua đi. Bây giờ em tính tiền cái này cho chị nha. Dạ.
em quên. Chị hai đợi xíu nha. Không ấy chị đợi má em ra nha. Em vô kêu má em ra liền. Ừ. Mấy cái vụ này em không có rành. Má! Má ơi! Con chào gì? Chào con. Con chào gì? Hai đứa vô nhà đi con. Dì nghe nói con tính mướn nhà rộng rãi để mà buôn bán. Sẵn cái nhà của con dì nó đi nước ngoài còn bỏ trống, dì cho con mướn. Con che thêm tấm bạc ở ngoài buôn bán là ngon ơn hả? Trong nhà đồ đạc còn đầy đủ, con dọn tới là ở liền hả? Dạ, con nhìn nhà là con thích lắm rồi đó. Nhưng mà mướn 300 ngàn con không đủ tiền. Ừ, dì có nghe thằng Thành nói về hoàn cảnh của con, cho nên dì cũng thương. Vậy dì bớt cho con phân nửa đó. Dạ. Dì thiệt hả dì? Dì thấy con hiền lành nên dì mới cho con mướn, chứ người khác đâu có được giá đó đâu con. Con chịu mướn thì dì làm giấy tờ nhà giao cho con liền. Sao anh? Đồng ý đi, còn muốn gì nữa. Dạ con cảm ơn dì. Ui dạ. Dì nghe người ta đồn á, bà Út Thương giàu lắm, có hai đứa con gái đẹp học hành giỏi giang. Mà nè, đúng là không sai hen. Ủa, mà con có gia đình chưa? Dạ, chưa gì. Vậy hả? Trời ơi, thằng con trai của dì nè, nó chưa có vợ. Con coi, đẹp trai có thua ai đâu, nhưng mà bị ế. Má, má lộn tiệm rồi. Con im đi, má đang quảng cáo cho mày mà. Má, chị hai biết con mà. Ủa, sao tự nhiên kêu ta là chị hai? Tại con thích Dân, mà Dân á là em ruột của chị hai đó. À, thì ra đứa mày thích là con Dân. Dạ. Vậy thì được, làm má cứ tưởng đâu mấy cái đứa mà tào lao ở ngoài đường đầu mỏ chứ. Má nhìn chị hai đi, Dân á đẹp hơn chị hai luôn đó. Vậy hả? Con, vậy mai mốt con dẫn Dân tới đây cho dì biết mặt nghe. Con biết không, hai nhà mình mà làm xui á là hợp lắm đó con. Dạ, ở nhà má con cũng nói vậy, với lại nhà con ai cũng mến quý hết. Dạ thôi, cũng trưa rồi, con xin phép về. Có mẫu nào mới dì nhắn quý giùm con. Có gì dì nhắn liền cho. Dạ. Xong rồi, con vô thay đồ đi chơi nha. Trời, cái thằng làm gì nó nôn dữ vậy không biết nữa. Ủa má, lúc này má cho thằng Thành đi chơi buổi tối hả? Ở nhà má riết rồi, không có biết cái gì hết. Anh đâu có muốn đâu. À, tuần sau bớt việc rồi anh sẽ về nhà thường hơn. Thằng Thành nó đi hẹn hò với con Bích mấy bữa nay rồi. Ủa, bộ con Bích nó không nói gì cho con nghe hả? Dạ không. Chắc là Bích mắc cỡ đó má. Vậy ra má sắp có dâu rồi nha. Má thiệt là ưng con Bích đó. Đợi thời gian nữa đi, cho tụi nó tìm hiểu kỹ đi. Dạ. Rồi cái má qua nhà má nói chuyện với chị Út Thương. Dạ. Má ăn đi má. Con chào bác. Em chào anh, chào chị. Chào con. Vô đây, vô đây. Con ngồi chơi, ăn cơm chưa? Dạ, con mới ăn bên nhà rồi bác. Ngồi đi con. Vườn sầu riêng ở nhà con mới chín mấy trái đầu mùa. Má con kêu mang qua biếu bác ăn lấy thảo. Trời ơi, thơm quá đúng món chị thích luôn. Đi đây coi. Dạ. Coi coi. Gì vậy má? Con gái con đứa gì đâu mà bộp chộp. Cho bác gửi lời cảm ơn má con nha. Dạ. Thành ơi, Bích qua nè. Cái gì anh? Cái gì anh hai? Bích qua nè. Hai đứa kỳ lắm nghe. Hẹn hò mấy bữa đây mà không nói gì cho anh biết hết. Thằng Thành á, nó còn tính qua nhà chở con đi chơi á. Hai đứa coi tìm hiểu nhanh nhanh đi nha. Má chị nôn ẩm cháo lắm rồi đó. Tụi em hẹn hò hôm nay. Ừ. Anh Thành qua chở con đi. Đúng rồi, đúng rồi. Chuyện hai đứa mình hẹn hò với nhau ai cũng biết hết rồi. Em đừng có mắc cỡ nha. Chị về cẩn thận nha chị hai. Ủa? Chị Thảo, chị đi đâu á?
Chị đi mua cái lắc. Em cũng định đi đổi bông tai, nhưng mà tiệm mấy ngày nay chưa có mẫu mới. Tiệm này á hay ra mẫu mới lắm á nha. Chị toàn mua ở đây không đó. Nè, sao rồi? Hai đứa hẹn hò tới đâu rồi? Hẹn hò gì chị? Con nhỏ này thì hẹn hò với thằng Thành chứ đâu. Tối nào thằng Thành nó cũng đi chơi với em hết. Đừng có nói là thằng Thành nó xạo chị nha. Anh Thành này kỳ thiệt á. Chưa gì hết mà nói mọi người hết trơn rồi. Làm em mắc cỡ quá. Có gì đâu mà mắc cỡ. Hai đứa lớn hết rồi, tính cưới hỏi thì tranh thủ đi. Năm nay hợp tuổi với thằng Thành lắm á. Dạ, thêm về nha chị. Về trước đi, chị coi mấy cái lắc cái đã. Dạ. Hôm nay có mẫu gì mới không cưng? Mẫu mới không đó, chị thích gì chị lựa đi. Mắc cỡ cái gì chứ, chị vui mà. Dạ. Thôi á, tới giờ đi rồi, đi đi, trễ giờ. Đi nha má. Đi, dạ. Hai đứa đi vui vẻ ha. Đi chơi vui nha. Dạ, để con ra khóa cửa nha. Anh xin lỗi nha. Thật ra anh không có cố ý làm như vậy với em đâu. Cho nên... Chuyện hôm qua hả? Em đâu có để ý đâu. Anh xin lỗi làm gì? Vậy là em chịu tha lỗi cho anh rồi hả? Ừ. Thương quá, cảm ơn nghe. Thôi mình đi. Con nhỏ này đúng là không phải dạng dừa. Bích, anh xin lỗi em nha. Hồi nãy lấy em ra làm bia đỡ đạn. Tại mấy hôm nay á, anh có người bạn nằm trong bệnh viện, tối tối phải chở dì của cổ vô bệnh viện, mà má cứ không cho anh đi, cho nên anh phải nói xạo. Bữa nhà máy á, anh định nói với em rồi, nhờ em giúp, mà tại em thấy lúc đó em bận quá, rồi qua nay lu bu, cho nên là không có nói với em được. Hèn chi nãy giờ mọi người nói với em không hiểu gì hết trơn á. Cũng may là em chưa nói gì, không là lộ hết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Hay là mình đóng kịch vài bữa đi, nói mình là người yêu của nhau, rồi sau đó mình nói với má là trong thời gian mình tìm hiểu á, mình cảm thấy không có hợp, rồi mình chia tay. Vậy là má không có gán ghép hai đứa mình nữa. Thì cứ vậy đi. Dù sao anh cũng đâu có thích em đâu. Không phải, anh cũng mến em lắm, nhưng mà nó chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Trời ơi, xung quanh em quá trời chàng trai, ai cũng đẹp, ai cũng theo đuổi em. Nhưng mà trong mắt em, anh lại dễ thương hơn họ. Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa. Bạn anh bị gì nặng không? Hay là cho em đi thăm với? Cũng đỡ đỡ rồi, không cần đâu. Có thiệt không đó? Hay là anh đi hẹn hò với cô gái mà anh nói hôm trước đó? Là bộ giấu em đúng không? Trời, đúng là không có gì qua mắt được em hết trơn á. Ba của cổ nằm viện mấy bữa nay rồi, tối á anh phải chở dì của cổ vô thăm, đem cơm nước vô cho họ. Sẵn anh cũng vô thăm luôn chứ gì? Không có, anh chỉ muốn nhân cơ hội này đi gặp thôi. Anh cũng hiểu làm sao nữa, biết người ta sắp lấy chồng rồi mà anh vẫn cứ muốn gặp. Hả? Cổ sắp lấy chồng? Ừ. Vậy sao anh còn... Lỡ chồng cổ biết thì sao? Chồng sắp cưới của cổ đi ghe chưa có về, anh cũng chỉ gặp ngồi trò chuyện thôi. Với lại hoàn cảnh của cổ bây giờ cũng rất cần có người để phụ giúp, khi nào chồng sắp cưới của cổ về á thì anh rút lui. Nhưng mà cổ là ai vậy anh? Không biết em có quen không? Cổ tên là Hoa, con gái của chú Hoa. Hai thương hộ. Cha con mà cứu anh hôm trước đó em cũng gặp mà. Thật ra bữa đó em lo cho anh quá, em cũng không để ý nữa. Thôi anh chở em về nha, để anh còn qua nhà cổ, chở dì cổ vô bệnh viện. Anh cảm ơn nha.
anh đi về cẩn thận. Anh đi nha. Anh đi về đi. Ủa thằng Thành hả con? Dạ, nhưng mà ảnh có công việc ảnh về rồi má. Ờ, hai đứa lúc này sao? Có tiến triển gì không? Dạ, tụi con đang tìm hiểu mà má. Nói quen á, thì hai đứa cũng quen biết nhau lâu rồi. Nhưng mà làm bạn khác mà cưới là khác nha. Phải tìm hiểu kỹ coi có hợp nhau không đó. Má, con mà chọn chồng á, là không có sai đâu. Thì má nói hờ vậy thôi á mà. Ờ, trễ rồi đó. Qua nhà Nga đón dân về đi con. Con có kêu Quý đón nó rồi má. Quý nào? Phải Quý con bà Tư Hồng không? Dạ. Sao tự nhiên nhờ Quý đón dân nhà mình? Dân đâu có ưa thằng đó đâu. Đã nhỏ không ưa mà cứ đeo theo làm phiền nhỏ hoài à. Không để cho nhỏ học hành vậy trơn á. Má, thằng Quý á, nó chỉ muốn đưa đón dân thôi. Nó không có dám làm gì ẩu đâu. Với lại con đang tạo cơ hội cho hai đứa tìm hiểu nhau, cho con đỡ đưa đón dân nữa. Thì má hiểu cái gì? Má nghe nói là thằng đó tối ngày tụ tập ăn chơi, không có học nghề, không có lo làm ăn gì hết trơn á. Nhà của nó giàu sẵn rồi, má của nó dọn đường sẵn để cho nó bán vàng. Còn dân nhà mình á mà về nhà đó là cả đời cũng không phải lo tiền bạc đâu má. Nhưng giờ giàu có mà không hợp tính tình cũng không có hạnh phúc đâu. Vậy chứ hồi đó má nghe lời ông bà ngoại lấy ba con đó cũng hạnh phúc mà. Chứ giờ má lấy ông Thương Hồ đó đi, nhà còn không có để ở nữa. Thì má nói vậy là má lo cho hạnh phúc của hai đứa tụi con thôi. Má, chuyện của ông dân á, má để con lo. Con đảm bảo với má là hai đứa con sẽ làm cho má nở mày nở mặt. Ờ, thì má lo má nói vậy thôi. Má mệt, má vô má nghỉ trước nha. Dạ. Thì ra là con nhỏ Thương Hồ đó. Ê, tôi giải ra được rồi nè. Công nhận á, học hai đứa hiệu quả ghê á ha. Chứ có mình tôi á, có khi mò cả buổi cũng chưa ra nữa. Ừ, tôi học một mình á, tôi cũng làm biếng lắm. Có điều á, học ở đây á, hơi mệt cho chị hai tôi. Tối còn phải đi đón tôi nữa. Ba má tôi đi cả tuần mới về, tôi phải coi chừng nhà. Chứ không hả, tôi qua nhà bà học thì tiện hơn. Ừ, tôi cũng tính đi về một mình rồi. Mà má tôi sợ tôi đi về buổi tối nguy hiểm nên không có cho, mới kêu chị hai tôi đi rước. Tôi nghe nói á, chị hai bà học giỏi lắm phải không? Ừ. Đậu hai trường đại học luôn. Ừ. Tại má bà bệnh nên chị ấy phải đi làm để chăm sóc cho má bà, không có được đi học tiếp. Ừ. Cái này tôi nói nhỏ cho bà đừng có nói ai nghe nha. Ừ, tôi không có nhiều chuyện đâu. Tại nhà tôi hết tiền, cho nên chị hai tôi mới không đi học đại học á. Cái gì? Nhà bà đó giờ nổi tiếng là giàu mà. Thì từ hồi ba tôi bệnh á, chạy chữa tốn nhiều tiền dữ lắm. Rồi má tôi cũng bệnh nữa. Nhà tôi vậy chứ hết tiền rồi bà ơi. Chỉ còn có cái nhà à. Giường đất gì đó cũng đem cầm cho cô họ tôi hết rồi. Bây giờ nhà tôi chỉ trông chờ vô tiền lương của chị hai tôi thôi. Mà chị hai tôi không cho tôi nói ra ngoài, chỉ sợ người ta khinh nhà tôi. Ừ, tôi cũng không có nói cho ai biết đâu. Bởi vậy tôi mới tính học sư phạm để đỡ tốn tiền học phí. Nhưng mà không biết có học nổi không nữa. Cũng khổ cho tôi. Ba má tôi nói tôi muốn học trường gì cũng được hết á, khỏi lo chuyện tiền bạc. Nhưng mà tôi không có biết tôi thi có đậu nổi không nữa. Thi tốt nghiệp tôi còn lo, huống hồ gì thi đại học. Chắc là chị hai bà tới rồi đó. Ờ, chị thôi, ngày mai mình giải tiếp nha. Ừ. Ây da, đau quá. Hai em. Tại sao lại đây vậy anh Quý? Chị hai kêu qua đón em đó. Anh đừng có xạo. Thì chị hai không nói sao anh biết em ở đây? Chắc đúng là không? Chị hai của bà bận thiệt đó.
chứ giờ này là đi đón bà rồi. Ừ, chị Hai thiệt tình á. Tôi tự đi bộ được rồi, không cần anh chở đâu. Đâu có được. Trời ơi, thân em con gái vậy đi đêm nguy hiểm lắm. Bộ em không coi báo đài hả? Cướp đó. Em dễ thương vậy, cướp nó thấy em, nó cướp của, rồi xong nó cướp xác, xong rồi nó cắn em, nó cắn em. Thôi, thôi thôi thôi, ghê quá à. Đừng nói nữa. Thôi thôi, bà đi theo anh về đi. Ừ. Tôi thấy ảnh nói đúng á. Ừ. Bà đi một mình thì nguy hiểm lắm. Đúng rồi. Ừ. Coi như là tôi nể tình chị Hai tôi lắm, tôi mới lên xe á. Nhưng mà chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu nha. Lần nào cũng được, lần nào cũng được. Nhanh nhanh, lên xe, đi em, để lên. Ây da, dính gai nữa. Không, không sao, lên. Tôi về nha. Cô chừng, gai. Anh về. Dạ, bye bye. Hoa, dạ. Con làm gì vậy? Dạ bình thường giờ này ảnh. À dạ không, bình thường giờ này dì ba mang cơm vô đây rồi mà sao giờ này chưa thấy nữa. Không biết là có chuyện gì không hả ba? Cũng trễ rồi. Nãy giờ ba lo đọc báo, không có để ý. Dì ba, đóng cửa giùm dì con. Dạ. Anh Hai. Cô ba. Qua. Lật đật, mệt gần chết. Bữa nay sao cô ba vô trễ vậy? Cha con tụi đang lo, không biết có chuyện gì không? Không có chuyện gì hết á. Tại anh Thành hết à. Ủa anh Thành sao gì? Con sao đâu. Chờ cả buổi mà không thấy mặt mày nó đâu hết trơn à. Nên dì đành đón xe ôm đến đây nè. Mà anh có hẹn với dì ba không? Có hẹn gì đâu. Nhưng mà ngày nào 6 giờ nó cũng đón dì. Sao bữa nay không thấy mặt mày nó đâu hết á. Có khi nào nó làm biến không? Ôi mà thôi con ơi, cũng không trách nó được. Biết đâu nó bận công chuyện đột xuất. À nè, bữa nay em có nấu canh cải tần ô với cá thác lát ngon lắm. Anh ăn đi. Dạ, cảm ơn cô ba nghe. Dạ. Cũng lâu rồi tôi không có được ăn ha, rau tần ô. Dì ba. Hả? Dì ngồi chơi nói chuyện với ba con nha. Con chạy ra đây mua ít đồ con về liền á. Thôi thôi thôi, để dì đi mua cho. Dạ thôi không cần, con đi mua nhanh lắm, chút xíu à. Con đi xíu nha ba. Thôi để mấy cho anh ăn nha. Xin lỗi. Ủa Quá. Anh Thành. Em đi đâu mà gấp dữ vậy? Anh không sao hả? Em đang tính tới nhà anh nè. Anh có sao đâu. Trời ơi, tại vì ba nói đợi hoài mà không thấy anh tới, em tưởng anh có chuyện gì. Anh đang trên đường tới, rồi xe bị hư, rồi anh phải sửa xe. Anh nghĩ chắc dì ba đi trước rồi. Anh biết thế nào dì ba cũng vô đây à, cho nên anh tới đây luôn. Em cứ sợ anh gặp mấy tụi cướp hôm trước á. Rồi, lo cho anh hả? Đâu có đâu. Thôi đừng có sợ, mới thấy rõ ràng. Mới vừa nói định chạy qua nhà anh nè, đúng không? Em vô nè. Anh có muốn vô gặp dì ba không? Tất nhiên là muốn rồi. Tới rồi. Ê, cái ông này. Chị Hai ơi, Hai ơi, mở cửa cho em. Sao còn chưa về đi? Còn sớm. Anh vô chào má ăn cái. Trời, ai má anh, đừng có mơ nha. Thì mơ thấy em mỗi đêm mà. Ủa, hai đứa đi chơi về đó hả? Chị Hai. Hai, nếu mà ngày mai hai còn để cho ông Quý này đi đón em nữa, em không qua nhà Nga học nữa đâu. Dân. Chị Hai thấy đó, suốt đường đi Dân chửi em quá trời luôn. Em chạy nhanh cũng chửi, em chạy chậm cũng chửi, thắng gấp cũng bị chửi. Chửi em xối xả luôn. Hình như em sinh ra là để cho Dân chửi em hay sao á. Buồn thiệt là buồn. Tính nó hồi đó nhờ vậy rồi, em buồn làm gì. Em thương nó thì em phải chịu khó. Dạ, nói vậy thôi, chứ thật sự nghe riết ghiền chị.
thiếu thiếu á không có được, mà hình như nó kỳ kỳ, nó thích lắm chị. Dạ, nhưng mà em không bao giờ bỏ cuộc đâu chị Hai. Chị Hai á, ráng giúp em nha. Yên tâm đi, em dễ thương như vậy á, rồi con dân cũng sẽ thương em thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Em vô trong uống miếng nước rồi em thăm má ăn cái. Hôm nay má chị mệt rồi ngủ sớm rồi, hôm khác nha cưng. Má mệt hả chị? Chị vô trong má đi. Em ra tìm em uống nước sâm. Chị Hai em về nghe chị.